cuộc đua 5G với Nokia. Nhân cơ hội Huawei gặp khó khăn, hãng thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia đã đuổi kịp đối thủ Trung Quốc trong cuộc đua giành hợp đồng mạng viễn thông thế hệ tiếp theo 5G trên phạm vi toàn cầu. Theo trang CNN Money, Nokia ngày 4 tháng 6 cho biết đã ký được 42 hợp đồng thương mại 5G trên khắp thế giới, bằng với số hợp đồng mà Huawei đạt được đến thời điểm này. Huawei, công ty thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đang chịu sức ép lớn từ chiến dịch tẩy chay của Mỹ, không chỉ cấm cửa Huawei. Chính phủ Mỹ còn kêu gọi các quốc gia đồng minh không sử dụng thiết bị 5G của Huawei vì lý do các thiết bị này có thể đặt ra nguy cơ an ninh quốc gia, một cáo buộc mà Huawei phủ nhận. Cùng ngày mùng 4 tháng 6, Huawei xác nhận đã ký được 42 hợp đồng mạng 5G, trong đó có 25 hợp đồng ở châu Âu, 10 ở Trung Đông và 6 ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, Nokia đang tiến với tốc độ nhanh chóng hơn so với Huawei trong việc giành hợp đồng 5G, trong lúc Huawei gặp khó khăn, thì từ tháng 3 đến nay tuần nào Nokia cũng ký được hợp đồng 5G mới, công ty cho hay. Ở thời điểm cuối tháng 3, Huawei đã tuyên bố ký được 40 hợp đồng thương mại 5G, còn Nokia mới chỉ có khoảng 30 hợp đồng. Điều này có nghĩa là Nokia đã ký được thêm 12 hợp đồng trong 2 tháng qua, trong khi Huawei chỉ có thêm 2 hợp đồng. Mảng 5G của Huawei đang gặp một số trở ngại, nhưng vẫn giữ được động lực. Nhà phân tích Charlie Dai thuộc Forrester phát biểu, nhấn mạnh việc tuần trước Huawei ký được một biên bản ghi nhớ, mô với Liên minh Châu Phi, một một tổ chức liên chính phủ bao gồm 53 quốc gia Châu Phi, trong đó có nội dung về triển khai mạng 5G. Việc chính phủ Mỹ cấm Huawei mua thiết bị và linh kiện Mỹ được giới phân tích dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn đến các mảng kinh doanh của Huawei, trong đó có mảng 5G. Do chuỗi cung ứng 5G có mức độ toàn cầu rất cao, hành động của Mỹ sẽ gây ra tác động trên diện rộng đối với các nhà cung ứng và khách hàng của Huawei trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông và điện thoại thông minh, smartphone buộc các nhà cung ứng và khách hàng phải đưa ra những lựa chọn mà lẽ ra họ sẽ không chọn và trong một khoảng thời gian gấp rút, một báo cáo của Eurasia nhận định. Ngoài Nokia, Ericsson là một đối thủ nặng ký khác của Huawei trên thị trường thiết bị viễn thông. Cả hai công ty này đều được cho là sẽ hưởng lợi từ những thách thức mà Huawei đang phải đương đầu. Nếu khả năng của Huawei về bán và hỗ trợ thiết bị mạng viễn thông tại một số khu vực nhất định của thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực, giống như những gì mà công ty này đang đối mặt ở thị trường Mỹ, thì Ericsson và Nokia có thể hưởng lợi, một báo cáo của Fitch Ratings đánh giá